Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Ăn Gì Đây lại tiếp tục vào bếp và chia sẻ một cách làm về một món bánh thật là ngon được làm từ bí rợ, đây gọi là bí đỏ cũng được luôn. Thì mình chọn mua trái bí nó già, nó có cái độ dẻo, màu vàng đẹp như thế này. Mình đã gọt sạch vỏ và mình cân lên được là 300g. Hôm nay mình sẽ làm món bánh mì bí đỏ nha. Bây giờ mình sẽ đi cắt nhỏ rồi mình sẽ đi hấp hoặc là mình luộc để cho bí này nó chín. Mình sẽ tán nhuyễn bí. Tiếp theo mình sẽ đi chuẩn bị bột. Ở đây là mình dùng bột mì đa dụng số 11 hoặc là số 12 đều được nha. Cái là 11-12% protein đó. Thì ở đây là 480g bột mì đa dụng. Bây giờ thì mình sẽ cho 50g đường vào đây. Tiếp theo mình cho đây một muỗng nhỏ muối. Tiếp theo mình cho vào đây 2 muỗng nhỏ mật ong. Mình sẽ cho hết bí mình đã tán nhuyễn vào bí rất là dẻo. Rồi mình cho đem 10g men nở. Mình sẽ trộn đều. Khi mình cho bí đỏ vào mình chờ cho nó nguội bớt rồi mình mới cho men vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho sữa tươi vào đây. Mình dùng sữa tươi không đường. Mình dùng ở đây là một gói là 220ml. Nhưng mà mình chỉ dùng trước 200ml. Mình để lại 20ml một chút nữa mình sẽ quét bánh. Mình sẽ cho sữa tươi từ từ vào. Đợi cho bí đỡ nóng một tí rồi mình sẽ mang bao tay mình nhồi nó sẽ dễ hơn. Các bạn có thể là làm số lượng ít hơn của mình ha. Sau khi mình đã cho 200ml sữa tươi vào đây rồi mình nhồi. Đó, bột rất là vừa luôn. Nhưng mà để cho bột mịn và bóng mượt thì mình sẽ cho thêm dầu ăn vào đây. Với lượng bột và lượng bí như thế này, màu vàng đẹp chứ các bạn. Thì mình sẽ cho vào đây là 50ml. Hoặc là các bạn cân gram cũng được. 50g dầu ăn. Thì mình sẽ cho trước vào đây khoảng 1/3 dầu ăn. Mình để là một ít để một chút nữa mình nhồi và mình bắt bánh đó. Rồi sau khi đã cho dầu ăn vào rồi thì mình sẽ nhồi kỹ hơn, nhồi nhẹ nhàng. Mình nhồi khoảng 10 phút. Cũng hơi mỏi tay. Nếu mà bạn nào mà có máy nhồi đó thì sẽ tiện hơn và đỡ cực hơn. Cái màu bí á các bạn, nó vàng đẹp ơi là đẹp luôn. Hôm nay mình làm món bánh mì bí đỏ với cách làm vô cùng đơn giản luôn. Phần bí nào vẫn chưa mịn thì mình tán mịn ra. Rồi sau khi mình đã nhồi được 10 phút rồi bây giờ mình sẽ đi ủ bột. Mình ủ một tiếng để cho bột nở.
kho tí dầu ăn lên trên. Mình sẽ bọc thực phẩm lại. Một tiếng sau mình sẽ quay trở lại. Màu vàng rất là đẹp. Và hôm nay thì mình tán cái bí đỏ nó chưa có được mịn lắm. Các bạn mà thích cho nó hòa quyện chung với bột á, nó mịn luôn thì mình sẽ tán cho nó kỹ hơn. Ở đây nó vẫn còn hơi một tí bí đỏ nè, nhưng mà mình nghĩ là cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Đây là món bánh mì bí đỏ. Wow, sau khoảng thời gian một tiếng đồng hồ mình ủ bột, các bạn nhìn thấy bột nó nở nè, quá là nhiều luôn. Mình sẽ cho bột ra ngoài bàn, mình có lót giấy thấm dầu. Mình sẽ thấm vào tay một ít dầu, sau đó mình sẽ nhồi lại khoảng 5 phút. Rồi trước khi mình chia bột, ở đây mình có dùng một cái khuôn nhôm như thế này. Bây giờ mình sẽ thoa vào đây một ít dầu. Cái này thì mình thấy là mình nướng bánh được nha, mình nướng lò nướng được, nướng nồi chiên không dầu được. Hôm nay mình sẽ nướng bánh bằng nồi chiên không dầu. Rồi sau khi mình đã thoa dầu xong thì mình sẽ đi chia bột. Sau khi mình đã cho bột mình bắt viên bằng nhau đó, giống như cái bông vậy đó, bây giờ mình sẽ cho vào trong cái khuôn như thế này. Bây giờ mình sẽ quét lên đây, mình có để lại 20ml sữa tươi không đường ở đây. Bây giờ mình sẽ quét một lớp sữa tươi lên đây. Sau khi đã quét xong rồi, bây giờ mình sẽ rắc lên đây một ít mè trắng, hay còn gọi là vừng trắng. Như vậy là mình đã được một khuôn bánh mì bí đỏ. Bây giờ mình sẽ dùng một cái khăn the mình đậy lên. Mình ủ bột thêm khoảng 2 phút nữa rồi mình mới mang đi mình nướng bánh. Rồi hôm nay mình làm được 3 khuôn bánh như thế này. Khuôn này là 20cm. Đó. Rồi ở đây á, là bánh mình đã ủ nè. Mình nướng trước thì mình sẽ ủ 2 phút. Đó. Mình ủ đến khi mình thấy là bánh nó nở đầy như thế này. Bây giờ thì mình sẽ mang đi nướng. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 160 độ C trong khoảng thời gian là 15 phút. Thì tùy theo nhiệt độ của mỗi lò mà các bạn điều chỉnh thời gian nướng sao cho phù hợp. Trong quá trình mình nướng thì mình cũng nhớ thăm chừng. Bây giờ mình sẽ nướng trước, cái bánh này nó đã nở đủ rồi. Đó, nhìn cái bánh đẹp không các bạn? Như cái bông luôn. Rồi ở đây là nó sắp nở xong rồi. Và cái này thì vẫn chưa nở nè. Đấy. Mình sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu nha. Rồi đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Như vậy là mình đã vừa mới hoàn thành xong món bánh mì bí đỏ thật là ngon và đẹp mắt như thế này. Đó. Nhìn giống như cái bông luôn các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích và hài lòng với công thức làm món bánh mì bí đỏ này thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, chia sẻ thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm món bánh mì bí đỏ tại nhà này nhé. Cách làm vô cùng đơn giản luôn.
Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn xin hãy comment trực tiếp vào bên dưới. Mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để phản hồi đến với các bạn. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!